Thưa quý vị, tối qua Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng của Bộ Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lương, 36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ việc trên, Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp 3 nghi can khác gồm Ngô Văn Giang, Nguyễn Duy Kỷ và Nguyễn Văn Căn. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tuấn Lương là người đã trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang. Sau đó, Giang huy động nhiều đối tượng xăm trổ đến chặn xe chở Lương và một số cán bộ công an. Và trước đó, vào chiều ngày 12 tháng 6 năm 2019, có hai nhóm người, trong đó có một nhóm của Lương, ăn uống tại nhà hàng Lam Viên thuộc thành phố Biên Hòa và xảy ra mâu thuẫn. Công an Đồng Nai đã điều hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự, đưa một số người liên quan về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để điều tra và làm rõ.